bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2024, chờ vòng quay may mắn cho U23 Việt Nam. 16 giờ 0 phút chiều nay ngày 23 tháng 11 giờ Việt Nam, AFC sẽ tiến hành lễ bốc thăm. Xếp lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2024. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ rơi vào bảng đấu ưa thích với những đối thủ có sức hút lớn với khán giả. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2024 tại Qatar. Đây là sân chơi 2 trong 1 khi ngoài tranh các thứ hạng, vòng chung kết còn là giải đấu để xác định các đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024. Cụ thể, 3 đội đứng nhất, nhì và ba sẽ giành quyền dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ tư sẽ góp mặt ở trận play-off với đối thủ là đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Phi để tranh một suất. Trước đó, vòng chung kết đã xác định 16 đội góp mặt. Qatar là chủ nhà nên nghiễm nhiên giành một suất. 15 đội vượt qua vòng đấu loại gồm Saudi Arabia, Uzbekistan, Nhật Bản, Australia, Iraq, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Jordan, UAE, Kuwait, Malaysia, Tajikistan, Indonesia và Trung Quốc. Có thể thấy, tất cả các nền bóng đá mạnh của châu lục đều giành quyền góp mặt ở sân chơi cuối cùng này. Trong số này, Australia, Iraq, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia và Uzbekistan đã giành quyền dự tất cả các vòng chung kết. Saudi Arabia là đương kim vô địch của giải đấu này khi ở sân chơi gần nhất được tổ chức tại Uzbekistan. Họ đã đánh bại chủ nhà với tỷ số 2-0 để lên ngôi vô địch. Trong số 16 đội tham dự, duy nhất Indonesia lần đầu tiên góp mặt. Để chuẩn bị cho lễ bốc thăm, AFC cũng đã công bố nhóm hạt giống. Tiêu chí để xếp nhóm hạt giống là căn cứ trên thành tích của vòng chung kết U23 châu Á 2022. Riêng Qatar là chủ nhà nên được mặc định ở nhóm 1 và có mã số A1. Giành quyền vào tứ kết ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 nên U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2. Cùng góp mặt ở vòng chung kết như U23 Việt Nam có 4 đại diện khác của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Theo cách xếp nhóm hạt giống như trên, Thái Lan nằm ở nhóm số 2 trong khi Malaysia và Indonesia nằm ở nhóm số 3. Như vậy, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể chạm trán hai đối thủ cùng khu vực ngay ở vòng bảng gồm Thái Lan và Indonesia hoặc Malaysia. Đây được coi là bảng đấu ưa thích của khán giả Đông Nam Á khi các đội bóng được coi là kỳ phùng địch thủ của nhau ở sân chơi khu vực. U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 với tư cách là đội đứng đầu bảng C với 7 điểm. Theo đó, đoàn quân của ông Trucci đã thắng Guam 6-0, Yemen 1-0 trước khi hòa Singapore ngày 2 tháng 2 trong trận đấu chỉ mang tính thủ tục do đã sớm cầm chắc ngôi đầu. Các nhóm hạt giống: nhóm 1, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, Nhật Bản. Nhóm 2, Australia, Iraq, Hàn Quốc, Việt Nam. Nhóm 3, Thái Lan, Jordan, UAE, Kuwait. Nhóm 4, Malaysia, Tajikistan, Indonesia, Trung Quốc.